Một cô bé sống ở vùng Tokyo với sở thích từ nhỏ là cô luôn đọc sách. Ngay lúc nhỏ cô đã có khả năng quan sát và cùng với trực giác rất hơn hẳn người khác. Cha của cậu là Yusaku và cũng là nhà văn viết truyện trinh thám. Mẹ của cậu là Yukiko, cô tốt kém cũng là một diễn viên đình đám. Cậu tham gia phá án khi 6 tuổi và cha mẹ cậu sang Mỹ để theo đuổi sự nghiệp. Vì lúc này danh tiếng hồi đang nổi, cậu tên Shinichi Tamtochi mới 17 tuổi. Vì sự nghiệp cậu phải rời đội bóng, tài năng của cậu xứ với đội quốc gia. Nhưng chơi bóng là để rèn luyện suy nghĩ nên cậu không tiếc khi mình phải tách ra. Thần tượng của cậu chính là Sherlock. Cậu muốn ở nhận có một Sherlock Holmes. Và đó chính là cậu, đó cũng là ước mong. Người cậu thích là Ran nhưng vẫn giữ ở trong lòng. Trong một lần bất cẩn để phá án, cậu đâu phải ngất xỉu do cậu bị đánh lén. Khử Shinichi một thâm tự khét tiếng, cậu đâu bị teo nhỏ thôi vì cậu phải chết. Rồi họ đã cho cậu uống một viên thuốc với tác dụng giết cậu không để lại dấu vết. Nhưng công dụng của nó lại hoàn toàn khác, bị teo nhỏ trở thành hình dáng một thằng nhóc. Nhờ tiến sĩ Agasa đã tin cậu cùng giúp khám phá và tìm ra bộ áo đen. Do họ không biết Shinichi còn sống nên đã tên Conan là việc cậu phải làm. Và rồi cậu chuyển và sống tại nhà Ran. Cậu phải làm em thay vì họ là bạn, còn phải sống chung với thám tử Mori và phải nhờ ổng để cho cậu phá án. Nhưng giấu danh tính của mình là rất khó, nhờ chiếc máy mà tiến sĩ đã làm cho nó được giấu với chiếc ngơ của cậu để dễ dàng thay đổi giọng nói nhờ nó. Tiến sĩ làm cho đôi giày tăng sức mạnh với tác dụng giống như tên gọi của nó, có khả năng tăng cường cơ bắp và đã tung những vật nặng gấp mấy lần nó. Đồng hồ bán kim đã có sẵn thuốc mê có thể làm cho một người ngủ vài phút, và nạn nhân chính là ông Mori, lý do tại sao ông thường hay ngủ gục. Tiếp theo là cái huy hiệu radio được dùng trong đội thám tử nhí để có thể trao đổi được chuyện với nhau và mắt kính dò tìm để tìm ra kẻ tình nghi. Cậu có phán trượt năng lượng mặt trời, có thắt lưng với tác dụng tạo bóng, có đai quần với khả năng co giãn và điện thoại gắn tay giúp liên lạc nhanh chóng. Nhiều lần cậu muốn nói cho Ran biết về sự thật cậu là Shinichi, nhưng mà luôn có gì đó không cho phép cậu nói và chỉ cậu Ran sẽ quên đi. Hai ba ra người chế tạo đó thuốc độc, nhưng công dụng thì lại làm teo nhỏ và cũng là nạn nhân giống như Conan, không ngờ bị hại với chính loại thuốc đó. Rồi cô chế tạo ra một lọ thuốc giải có tác dụng chỉ trong 24 tiếng. Cô không muốn Shinichi lạm dụng nên chỉ cho cậu sử dụng một ít viên. Và ở trong trận chiến cuối cùng, Ran biết Conan chính là Shinichi. Rồi bọn áo đen thật sự bị xóa sổ, còn hai ba ra thì chắc thắng tự nhí.